Duy Nguyễn thân ái xin chào cả nhà. Hôm nay thì em làm cái clip này để hướng dẫn cho bà con cô bác mình, ai đã mua hàng của em là sẽ biết cách để sử dụng qua dòng micro IS95 nha. Và 96, 97 cũng tương tự thôi, nó không có gì khác đâu. Nhờ rất là nhiều cô chú anh chị hỏi em là giữa dòng 95 này với lại dòng 96, 97 thì dòng nào hay. Thì ngày hôm nay nhân tiện em cũng nói luôn là sau một thời gian rất là lâu rồi em bán cái dòng hàng, cái mặt hàng micro này á, thì cái dòng IS95 là nó ổn định nhất nha mọi người. Tức nghĩa là về cái thiết kế nè, chắc chắn nè, và cái chất âm nè, tròn âm nè, từ bass cho tới treble, các dãy tần nó đều đặn á, là 95 là tốt nhất nha quý vị. Tức nghĩa là nó sẽ ổn định nhất. Đó, tuy là nó ít nút hơn 96 và 97 đó, nhưng mà thực sự mình cũng chả cần phải chỉnh nhiều đâu. Tại vì cái nút này nó đã tích hợp hết rồi nè. Hot mode. Đó, cái nút này thay vì mấy cái nút kia đó, cái dòng 96, 97 á, thì nó sẽ nhiều nút, thì mình bấm cái nó chuyển qua liền. Còn cái này mỗi lần mình bấm nó sẽ chuyển, mỗi lần mình bấm nó sẽ chuyển, thì nó hơi bất tiện cho nó thôi. Nhưng mà thật sự á, mình cũng không có xài nhiều mấy cái chức năng đó đâu. Mình hát karaoke thì mình chỉ sử dụng effect echo là đủ ha, còn mấy cái chức năng tào lao mí lao mình không có xài đó. Và ngày hôm nay thì em cũng hướng dẫn luôn trực tiếp đó, quay cận lại để cho bà con cô bác mình dễ hiểu ha. Ở trên cùng bên trái ở đây nè, đó, nó để mic nè, và càng gạt đẩy lên đẩy xuống này quý vị là volume của mic nha, volume của micro đó. Còn cái echo này là gì? Echo này là tiếng vang á quý vị. Ví dụ như mình giảm thì nó sẽ không còn tiếng vang nữa. Nè mình alo nè. Alo, alo, 1 2 1 2. Đó thì đây, tại vì chụp cái loa. Alo, 1 2, nó sẽ không còn tiếng vang nữa. Rồi, khi mình đẩy lên nè. Đẩy lên. Alo, 1 2 1 2. Đó thì đây là tiếng echo. Vì cái này là tiếng vang chứ không phải tiếng echo như vậy. Ví dụ như mình muốn vang ít thì mình có thể mình giảm lại. Alo, 1 2 1 2. Đó. Rồi, còn cái bên đây là music nè, music là âm lượng của nhạc. Nhạc khi mà mình mở Bluetooth đó quý vị ha, lớn nhỏ thì mình chỉnh giữa hai cái này sao mà cho tiếng ác nó lấn tiếng nhạc xíu là được ha. Alo, 1 2. Rồi, master là gì? Master tức nghĩa là âm lượng của tất cả mấy này. Master nhớ nha, cái bên phải bìa cùng là tăng âm lượng tất cả, tăng hết, đẩy lên luôn là tổng luôn. Rồi ok, đó mình nói vậy nôm na cho quý vị dễ hiểu và biết điều chỉnh ha. Còn cái nút EFF ở đây nè là viết tắt của cái chữ effect. Effect là gì? Tức nghĩa là hiệu ứng. Thì bây giờ mỗi lần mình bấm vô, mình bấm mình nhả ra một cái thì nó sẽ thay đổi hiệu ứng. Như bây giờ Duy Nguyễn sẽ vừa nói chuyện vừa bấm nè. Alo, 1 2. Bây giờ Duy Nguyễn sẽ bấm lần thứ nhất nha. Đó, nó đọc echo. Echo. Echo này là tiếng vang theo kiểu mà delay. Đó, đó, alo, alo, đó, alo, quý vị nào mà thường hát lo kéo thích bay 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 thì có thể hát chế độ này ha. Đó, rồi bấm một cái nữa. Female voice, female voice tức nghĩa là giả tiếng của con gái. Alo, alo, một hai. Thì những cái chế độ này mình rất là ít xài cho nên mình không cần phải quan tâm quá nhiều đâu. Male voice là chế độ giả giọng của thằng đàn ông. Alo, Alo, alo. alo, alo, Đó alo. thì Thì cái cái này này khi khi mà mà con con gái gái nói nói chuyện chuyện nó nó cũng cũng sẽ sẽ thành thành đàn đàn ông ông luôn. luôn. Child Alo. Đó, Child voice, tiếng cái này là chế độ giả tiếng của em bé nha. Pro Alo. Đó, và cái chế độ này là chế độ hát vang bình thường, vang theo kiểu mà y như mình nghe đĩa thôi quý vị. mode. Alo. Hóc mồm. Đó, chế độ này thì vang dài hơn chút nữa. Một hai. Không. Echo. Đó, còn ai không thích thì có thể hát echo. Đó là các bạn đã hiểu chưa? Hiểu được cái chức năng của nút EFF. Đó là mình cứ mỗi lần mình nói chuyện là mình nhấn cái ha. Để Duy Nguyễn quay cái máy cao cao ra cho dễ thấy. Đấy, ha, mỗi lần nhấn nó sẽ khác. Alo, alo, một hai. Male voice. Alo, alo, một hai, một hai. Child voice. Alo, alo, một hai, một hai. Pro mode. Alo, một hai, một hai. Cái chế độ này hát rất là hay nè quý vị. Đó. Hot mode cũng vậy nha. Hai chế độ này là hát rất hay. Một cái vang ngắn ngắn, cái vang dài dài. Alo, một hai. Đó. Khi mình hát á, mình đừng có cầm cái mi sát lên cái cổ tay quá nha. Mình cầm xích xuống một tí, mình hát tiếng nó sẽ lãnh lót hơn, tại vì cái chỗ này cái lỗ hơi của cái loa nó phát ra khi mà mình chặn lại, chẳng khác nào mình bịt đầu họng nó lại nha. Alo, và loa của nó đó là được thiết kế hai bên. Loa nó là thiết kế hai bên đây nha quý vị.
Đó, cho nên khi mà mình hát để tạo hiệu ứng stage, mình có quay hay là gì đó mình quay ngang ngang sẽ nó thu trọn tiếng rất là đẹp. Rồi, còn những cái nút dưới đây nè, nhiều người hỏi cái nút này nè, nút rét nè, trả tới trả lui nè. Thì nút này là cái gì? Nút này là nút khi mà chúng ta nhét cái thẻ nhớ vào đây. Đó, chúng ta bấm cái nút record ở đây một cái thì nó sẽ tự động nó thu lại cái bài hát của mình, là mình vừa hát vừa thu âm được luôn nha quý vị. Và chúng ta nghe lại thì bấm cái nút bên đây. Nè, nhớ nha, nút bên trái là nút thu. Còn cái nút bên phải á, là cái nút mà để nghe lại mình thu, nghe lại cái bản thu của mình ha. Còn hai cái nút bìa cùng này á là qua bài. Bài trước nè, bài sau nè. Ok chưa? Rất rõ đúng không? Còn chế độ mod này á là giờ thí dụ như chúng ta hát karaoke. Bây giờ chúng ta bấm một cái thì nó sẽ chuyển qua thẻ nhớ. Bấm một cái nó sẽ chuyển qua ngõ âu hay là gì đó USB đó. Nó sẽ chuyển, nhưng mà cái này thì mình có xài lắm. Tại chủ yếu mình mua cái mic này là để mình hát karaoke, cho nên mình rất ít xài cái phím này nha quý vị. Còn phía bên dưới của nó, đây, nó sẽ có khe cắm thẻ nhớ nè, lỗ headphone nè. Cái lỗ headphone này là để chúng ta cắm tai nghe vào chúng ta hát. Và các vị, quý vị lưu ý nha, khi chúng ta cắm tai nghe vào thì cái lo ngoài nó sẽ tắt tiếng, nó sẽ không còn phát tiếng nữa và nó sẽ phát tiếng ra tai nghe. Đó. Và cái lỗ tai nghe này chúng ta hoàn toàn có thể cắm ngọt cái dây livestream 3 màu vào luôn, cắm vào cũng được ha. Hoặc cái thiết bị đi kèm nè, nó có một cái cọng dây livestream. Đây là cái cọng dây livestream nè quý vị. Đây, đây chính là cái cọng dây livestream nha. Đó. Rất là ít người không biết cọng dây này là rất là nhiều người không biết cọng dây này là có chức năng gì. Một đầu USB, một đầu là 3 ly. Thì Duy Nguyễn sẽ hướng dẫn cho các bạn cắm luôn. Đây, các bạn cắm vào đây giúp Duy Nguyễn nha. Cái lỗ USB nè, các bạn cắm vào đây. Đó. Dạ, cắm lộn đầu hay gì. Đây, đó, cắm vào. Đó, cắm vào cái cổng sạc luôn nha quý vị. Còn cái cổng còn lại nè, chúng ta sẽ cắm vào điện thoại để chúng ta ghi âm cái tiếng nha. Nè, ba khắc nè. Thấy chưa? Chúng ta cắm vào điện thoại nó sẽ trực tiếp nó live stream cho mình luôn. Và mình vừa live stream vừa có thể hát karaoke, nó dẫn phát ra loa lớn luôn. Chúng ta không cần phải mua thêm dây ba màu nha quý vị. Đó, cái con này nó hay chỗ đó, không cần phải mua thêm dây ba màu. Chúng ta có thể chơi thoải mái luôn với cọng dây này live stream. Đó, cọng dây nó cũng dài cả mét rồi, dễ chơi nha. Còn không có live stream thì thôi, tháo ra. Và còn một cái cọng dây nó cũng tương tự. Đó, màu đen. Cái cọng dây này nó có nhiệm vụ là phát tín hiệu không dây ra một chiếc loa khác. Phát tín hiệu không dây ra một chiếc loa khác là như thế nào? Tức nghĩa là đây, các bạn chỉ cần cắm cái đầu này vô một cái cục sạc dự phòng nha. Đây, chúng ta có một cái cục sạc dự phòng bất kỳ, cục nào cũng được. À, cắm vào, cắm cái đầu có chữ wireless vào. Đó, cái đầu còn lại nè, các bạn cắm vào một cái lo, lo kéo, lo vi tính, lo gì cũng được, cắm vào ha. Rồi, cái đó là Duy Nguyễn hướng dẫn dạy cho các bạn biết sử dụng. Thì chiếc micro tự động nó sẽ nhận cái cục này. Micro cái cục này tự động nó nhận nha quý vị. Nó tự động nó nhận và nó sẽ truyền tín hiệu qua cái loa lớn. Đó, cái con 95 nó hay hơn 96, 97 chỗ đó. 96, 97 không có nha. Còn đây là dây sạc quý vị. Dây sạc thì dễ rồi. Chúng ta cứ cắm vào ngõ USB là sạc thôi. Đó, rất là đơn giản. Duy Nguyễn hôm nay chỉ cho các bạn vậy rất là đơn giản đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể tự tin và sử dụng sản phẩm này. Đó. Còn bình thường như Nguyễn không biết chỉnh sao, cứ đẩy mát mấy này lên hết hát thôi. Alo, alo, 1, 2. Không, như vậy là tự động nó hay. Cũng đừng lớn quá nó hú. Rồi, cái reverb nhiều quá nó sẽ quý vị, cho nên mình chỉnh vừa vừa thôi. Ok, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề. Rồi, còn bây giờ Duy Nguyễn xin phép chào tạm biệt mọi người.